Are you hungry? A little bit. And you? I'm very, very hungry. So, instead of saying, I'm very, very hungry, you can say, I'm starving. I'm starving. Starving means very, very hungry or extremely hungry, right? Starving, okay? Chẳng, chúng nuôi ở đây như vậy thà. I'm very, very hungry. Nhóm clean khăn nè. Mình này thà clean khăn nè. Chẳng dừng ai vậy thà I'm starving. I'm starving. Starving nâng cứ mình này thà clean khăn. Mà nâng extremely hungry. Rồi mới go very, very hungry. Okay? Clean khăn nè. Hungry yên clean. Okay? Nhóm clean bài. Nhóm nhằm bài sẵn. Bạn thấy bớt xin chương trọng vậy thà nhóm clean khăn mình đến. Đại cụ là vậy. Nhưng vậy thà starving. Starving nâng cứ dương ở đây thua vậy bà này. Có thể hộp dân bạn thua bà to thiệt bà. Và chân bạn bà này. Ok. Nhưng chân này chỉ starving cứ chỉ biết là dương ách bà chung nô. Very very hungry. Nhưng vậy very very hungry của bạn. Ở đây đấy. Bạn thấy bà dương miền biết chung nô cứ starving. Ok. Starving. Chân starving. Dương ách thà I am starving. She is starving. They are starving. Chẳng đợi, ok? Nhưng prao chung mùi nâng M is R. Right. Biết mùi tiết dương ách prao chung mùi very, very tired. Được cái này, ọc không làng khlăng á. Mình đã ọc không làng khlăng đồng ọc với khlua nè. Chứ dương ách prao chung mùi nâng cứ đòi biết exhausted. Ok? Exhausted. Exhausted means extremely tired or very, very tired. Ok? I am exhausted. Okay, khnyom ok kham lang khlang mai da. Okay, ali. Okay, chang jeung prae chmuoy am is are doy khnie. She is exhausted, they are exhausted. Okay, we are exhausted a yeung da. All right. Chang piek pi nang jeung aich prae chnuoh ban. Chang ti muoy kư starving da mien tha extremely hungry or very very hungry. Exhausted I mean it, huh? Extremely tired or very very tired. Okay? Chẳng nâng dừng ai phá chẳng bạc. Alright, so that's all I want to show you in this video. Alright, so I will see you in the next one. Bye bye.